Chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ. Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện. Yêu đương tự nguyện. Chương 20, xem phim. Bùi Vũ Ninh tự hỏi liệu có phải Chu Thời Giật uống nhầm thuốc rồi không. Cô nhìn Chu Thời Giật, đột nhiên bật cười, anh không sao chứ. Nói xong không đợi anh trả lời, đã nghiêng người về phía trước, hơi ngẩng đầu nhìn anh, sao tôi lại nhớ trước kia. Lúc Nguyên Nguyên đóng bộ phim đầu tiên nhờ anh đến ủng hộ, anh lại nói anh chưa từng đến dạp chiếu phim vậy. Chu thời giọt chỉ cúi xuống nhìn cô. Hệt như hình bóng mà anh đã từng vươn tay bắt lấy vô số lần trong mơ. Anh chưa từng đến dạp chiếu phim. Nhưng nếu cô ở đó, mọi quyết định đều có thể thay đổi. Hầu kết của Chu thời giật khẽ nhúc nhích, búng nhẹ vé xem phim lên mũi bùi vũ ninh rồi đứng dậy. Bây giờ tôi muốn xem không được sao. Bùi vũ ninh. Tính tình người này từ khi nào lại trở nên khó hiểu như vậy. Bùi Vũ Ninh nhắm mắt lại để chấn tĩnh bản thân, vừa điều chỉnh xong nhịp thở quay lại đã thấy Chu Thời Duật đứng ở trước quầy dường như đang mua đồ ăn. Cô ăn không ngồi rồi chờ đợi, lấy một cái kính dâm từ trong túi ra. Một phút sau, Chu Thời Duật quay lại, nhìn thấy Bùi Vũ Ninh đeo kính dâm đen thui có chút cạn lời. Em làm gì vậy? Lát nữa trong giạp chắc chắn rất đông người, lỡ như tôi bị người ta nhận ra thì làm sao đây? Chu Thời Duật phớt lờ chuyện cô tự mình đa tình, vậy bây giờ có thể đi vào chưa? bùi vũ ninh nhìn hai tay trống trơn của anh đồ ăn đâu chu thời duật không có thứ tôi muốn Hút, không có anh muốn thì anh không thèm mua gì luôn dù sao tôi cũng là công cụ hình người đi xem phim cùng anh không xứng có cái gì bùi vũ ninh cười lạnh chu thời duật anh biết vì sao đến bây giờ anh cũng chưa có bạn gái không chu thời duật quên đi bùi vũ ninh đau đầu anh cứ cô độc như vậy mãi đi bùi vũ ninh vừa nói vừa cầm vé đi vào chu thời duật đi theo phía sau không tiếng động cười khẽ anh cũng chậm rãi theo sau hai người đi vào phòng chiếu phim bên trong vắng hoe đến một người cũng không có bùi vũ ninh đeo kính dâm lạnh lùng đối diện với phòng chiếu trống rỗng trong không khí nổi lên một tầng xấu hổ nhàn nhạt, nhạt cô đứng trên thảm mềm mại đột nhiên phản ứng lại chu đại thiếu gia muốn xem phim sao có thể không đặt bao hết chứ không có ai tháo xuống đi chu thời giật không chút khách sáo làm gia tăng sự xấu hổ vừa rồi thêm mấy phần bùi vũ ninh bùi vũ ninh ra vẻ bình tĩnh tháo kính dâm xuống chọn một vị trí ở giữa ngồi xuống thỉnh thoảng liếc nhìn chu thời giật ở bên cạnh đến khi phát hiện trên môi người nọ treo một nụ cười thì cuối cùng bùng nổ làm ầm lên chu thời giật anh cố ý chơi tôi có phải không anh nhân viên dạp chiếu phim lúc này bỗng nhiên đi vào ho khan một tiếng thưa anh thứ anh yêu cầu đã mua đến Bùi Vũ Ninh nhanh chóng ngồi thẳng lại, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, đoan trang. Chu Thời giật lạnh nhạt ngoác tay, nhân viên liền cung kính đưa đồ đến trước mặt, đặt ở vị trí để đồ ăn vặt ở giữa hai người. Bùi Vũ Ninh bắt chéo chân, tư thế kiêu ngạo, từ đầu đến cuối duy trì phong thái đại tiểu thư của mình. Chờ nhân viên đi rồi, cô đang định tiếp tục thanh toán khoản vừa rồi, liền thấy Chu Thời giật nhét vào tay cô thứ gì đó mát lạnh. Bùi Vũ Ninh cục mắt xuống, hộp tròn có bao bì màu vàng quen thuộc, nhìn thoáng qua thấy ba chữ hương vị đào ở trên góc trái. Em có thể ngậm miệng lại không? Lúc này, đèn trong rạp chợt tắt, phụ đề chậm rãi hiện lên trên màn hình lớn. Dưới ánh đèn mờ ảo, cơn tức giận vừa rồi của Bùi Vũ Ninh cứ như vậy bị một hộp kem vị đào âm thầm đè ép lại. Hóa ra thứ vừa nãy người này muốn mua mà không là kem vị đào. Bùi Vũ Ninh mím môi, khóe môi lại nhịn không được cong lên, sao anh còn nhớ rõ tôi thích ăn cái này. Chu thời giật nhìn màn hình, tôi cũng không bị mất trí nhớ. Chật, không mất trí nhớ vậy lần trước hỏi anh anh còn giả vờ thanh cao cái gì. Bùi Vũ Ninh múc một muỗng kem bỏ vào miệng, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay làm thêm giờ cũng thật nhàn nhã. Có thể xem phim, còn có thể ăn món mình thích. Cô lại nhìn sang Chu thời giật, tôi thu hồi đánh giá về anh lúc nãy, anh cứ cố gắng chắc vẫn có thể tìm được bạn gái. Hôm nay, hai người xem một bộ phim hài lãng mạn. Mục đích ban đầu của Chu Thời Giật là để Bùi Vũ Ninh thư giãn một chút. Dù sao công việc anh giao cho cô trong tuần này rất nhiều. Mặc dù Bùi Vũ Ninh hoàn thành từng việc một, nhưng vất vả trong đó, người từng trải như anh hiểu rất rõ. Phim bắt đầu chiếu, cốt truyện nhẹ nhàng thú vị, dưới ánh đèn lập lòe, thỉnh thoảng Bùi Vũ Ninh sẽ phát ra tiếng cười nhỏ. Âm thanh truyền tới tai Chu Thời Giật chuyển hóa thành nụ cười ẩn giấu trong bóng tối của anh. Hai người chưa từng gần gũi với nhau như vậy, Chu Thời Duật tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này. Ít nhất ở trong mắt anh, giờ khắc này Bùi Vũ Ninh không có áp lực mà hoàn toàn thả lỏng. Nhưng không bao lâu, cảnh tượng này đột nhiên bị tiếng rung từ điện thoại của Bùi Vũ Ninh cắt ngang. Cô lấy điện thoại ra xem, ánh sáng màn hình đánh vỡ không gian yên tĩnh của hai người họ. Bùi Vũ Ninh nhìn thoáng qua bắt đầu gõ chữ, có lẽ là đang trò chuyện cùng ai đó. Mới đầu Chu Thời Duật không để ý, nhưng ánh sáng này vẫn luôn sáng lên anh mới hơi cúi đầu nhìn qua liếc mắt một cái liền thấy hình đại diện của một người đàn ông nào đó ở cửa sổ trò chuyện WeChat gương mặt rất xa lạ không phải bạn bè trong giới của bọn họ điểm đạo đức mấu chốt làm chu thời giật kiềm chế bản thân không đọc nội dung cuộc trò chuyện của họ anh thu hồi tầm mắt chuyển hướng về phía màn hình là Trình Chí gửi tin WeChat cho Bùi Vũ Ninh vừa nãy ở studio Trình Chí xin phương thức liên hệ với Bùi Vũ Ninh Bùi Vũ Ninh cho anh ta WeChat của mình. Ổn định và mở rộng các mối quan hệ trong những tầng lớp khác nhau là phương pháp xã giao mà phú nhị đại bọn họ được học từ nhỏ. Bùi Vũ Ninh là người thừa kế của nhà họ Bùi, tham vọng cũng không ít hơn Chu Thời Duật. Trình Chí gửi một tin nhắn cho Bùi Vũ Ninh, vừa rồi cô nói muốn hiểu biết vòng huy động vốn trong ngành phim ảnh, tôi có bạn bè ở lĩnh vực này, tôi có thể giới thiệu cho cô. Lúc ấy Bùi Vũ Ninh chỉ thuận miệng nói không ngờ Trình Chí lại để tâm như thế, được, cảm ơn anh. Trình Chí, hôm nay không thể hẹn cô ăn một bữa, ngày mai có thể chứ? Bùi Vũ Ninh còn chưa trả lời, Trình Chí lại nói, nếu cô không ngại, tôi muốn mời cả Nguyên Nguyên đến, đông người thì náo nhiệt hơn. Lời này của Trình Chí thật sự làm Bùi Vũ Ninh ngạc nhiên. Thành thật mà nói, có quá nhiều người muốn mời Bùi Vũ Ninh đi ăn, nam nữ già trẻ trong giới này ở Bắc Kinh theo đuổi và hòa nhập với tư bản vốn là một môn học và kinh doanh. Bùi Vũ Ninh có thể nhìn ra trình trí muốn tiếp cận mình, mặc dù tạm thời còn chưa đoán ra mục đích của anh, nhưng ít ra cách anh làm rất tôn trọng và quan tâm đề ến cảm nhận của cô. Bùi Vũ Ninh nhìn màn hình xuất thần, đang suy nghĩ nên trả lời trình trí như thế nào, đột nhiên điện thoại bị chu thời giật ở bên cạnh nhấn tắt. Xem phim cũng không chuyên tâm, giọng của anh đều đều, còn có chút mùi giấm bùi vũ ninh không nói nên lời tôi có chút chuyện nói với bạn bạn thế nào chu thời duật quay sang nhìn cô ánh mắt có chút tốt hơn anh hỏi nhiều như vậy làm gì đối diện với tầm mắt của chu thời duật bùi vũ ninh nhớ tới mối tình o long trước đó đột nhiên cười sao vậy anh sợ tôi có người yêu trước anh sao ba mẹ anh lại thúc giục anh à chu thời duật bùi vũ ninh thấy chu thời duật không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm mình liền đưa tay qua qua ở trước mắt anh, tôi chỉ đùa một chút, vẻ mặt này của anh là sao? Chu thời giật không thấy buồn cười chút nào. Anh nhẹ nhàng đè những cảm xúc mới dâng lên xuống, quay đầu bình tĩnh nói, nói ít thôi, xem phim đi. Bùi Vũ Ninh cũng không nói nữa, lại cầm hộp kem đang ăn dở lên tiếp tục xem phim. Đây là một cảnh vai chính cùng kẻ bắt cóc đấu trí đấu dũng, cốt truyện trước đó có chút không đâu vào đâu, Bùi Vũ Ninh vừa xem vừa cười, không khí vẫn rất tốt, cho đến khi đột nhiên chuyển cảnh. Hai chiếc xe đang truy đuổi bỗng nhiên va chạm thật mạnh. Trong nháy mắt, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mảnh vỡ xe vang khắp nơi, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cửa sổ xe, chảy thành dòng trên mặt đất. Chờ Chu Thời giật phản ứng, muốn che mắt Bùi Vũ Ninh lại thì đã không còn kịp rồi. Nụ cười của Bùi Vũ Ninh cứng đờ trên mặt không kịp thu lại. Bầu không khí dường như bị ấn nút ngừng lại, không khí trở nên ngột ngạt, hô hấp bị kìm hãm. Bùi Vũ Ninh đặt kem xuống, cúi thấp đầu, tôi, đi toilet. Chu thời giật nghe ra sự kiềm chế của cô, trái tim anh gần như thắt lại, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. Bùi Vũ Ninh cũng không cho Chu thời giật cơ hội lên tiếng, xoay người liền rời khỏi chỗ ngồi. Chọn riêng cho cô một bộ phim hài, ai ngờ lại có cảnh máu me như vậy. Chu thời giật nhắm mắt hít thật sâu, anh chỉ trần trừ vài giây, không yên tâm mà đi theo. Phòng chiếu phim có toilet riêng, khi Chu Thời Duật đuổi đến cửa đã đóng lại, chỉ nghe được tiếng nước chảy ảo ảo bên trong. Chu Thời Duật biết quá rõ thước phim đó sẽ đà kích Bùi Vũ Ninh như thế nào, cũng vì điều này, anh mới không thể tha thứ cho chuyện mình làm. Rõ ràng anh muốn cho cô có một cuối tuần vui vẻ. Tiếng nước chảy liên tục không dừng, Chu Thời Duật đợi một hồi không nhịn được gõ cửa, ninh ninh. Bên trong không trả lời, không biết là không nghe được, hay là nghe thấy mà không muốn trả lời chu thời duật thử vặn cửa thì phát hiện cửa bị khóa trái trong lòng càng thêm nôn nóng gõ cửa liên tục không có kết quả anh đang muốn phá cửa vào bùi vũ ninh lại từ bên trong đi ra trong cô bình tĩnh hơn nhiều sao anh cũng tới đây chu thời duật nhìn cô không nói lời nào bùi vũ ninh cũng trầm mặc một lát đột nhiên cười với anh đừng nhìn tôi như vậy tôi không sao bùi vũ ninh càng như vậy chu thời duật càng không thể tha thứ cho chính mình 10 năm trước khi đọc tiểu thuyết cho cô nghe nếu gặp phải tình tiết như vậy Chu Thời Duật đều sẽ bỏ qua không đọc. 10 năm sau anh lại xem nhẹ vết thương mà cô không muốn nhớ lại nhất. "Xin lỗi, tôi không biết." Chu Thời Duật nói. Bùi Vũ Ninh thả lỏng vai, "Xin lỗi làm gì, cũng đâu liên quan tới anh." Thấy Chu Thời Duật vẫn im lặng, Bùi Vũ Ninh biết anh đang tự trách, cô suy nghĩ một hồi, cố ý khoanh tay trêu chọc anh, "Này, anh mới gọi tôi là gì?" "Ninh Ninh." Chu thời giật. Bùi Vũ Ninh vươn tay ra bắt trước anh, cảm ơn anh giật giật, tôi nổi ra gà luôn này. Chu thời giật ít nhiều cũng không thoải mái với cách xưng hô buồn nôn này, nhưng nhìn thấy Bùi Vũ Ninh còn có thể nói giỡn với mình, không hề căng thẳng như quá khứ thì cũng từ từ thở phào. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ cô ấy cũng đã buông xuống. Là do anh quá lo lắng. Mặc dù không khí đã dịu lại, Chu thời giật lại không còn hứng thú, không xem nữa, đi thôi bùi vũ ninh lại giữ chặt anh chờ chút đã anh vừa rồi bùi vũ ninh dừng vài giây mới nhìn về phía chú thời duật thử hỏi hình như rất lo lắng bốn mắt nhìn nhau vài giây chu thời duật hít sâu một hơi thản nhiên thừa nhận ừ bùi vũ ninh hơi ngạc nhiên cô cho rằng chu thời duật sẽ không thừa nhận mặc dù cô nhìn thấy rất rõ sự lo lắng của anh một cảm giác ấm áp quen thuộc bỗng chốc trào dâng trong lòng như thể quay trở lại rất nhiều năm về trước khi Chu Thời Duật đọc những cuốn tiểu thuyết đó, sẽ cố ý bỏ qua những tình tiết về tai nạn xe. Có lẽ anh vẫn luôn cho rằng Bùi Vũ Ninh không biết. Nhưng thật ra Bùi Vũ Ninh đã đọc qua một lần từ trước, cô biết rõ về sự cẩn thận này, cho dù Chu Thời Duật chưa từng nói ra. Nhiều năm qua đi, giờ cả hai đều đã trưởng thành, vốn tưởng rằng chỉ còn những trận cãi vã không dứt. Bùi Vũ Ninh không ngờ. Bọn họ vẫn còn thời điểm có thể thẳng thắn, thành khẩn đối mặt với nhau như vậy anh vẫn còn quan tâm cô giống như khi còn nhỏ vậy bùi vũ ninh cúi đầu nhẹ nhàng mím môi cười chu thời duật không hiểu phản ứng của cô có ý gì em cười cái gì không có gì cô giấu đi gợn sóng ấm áp nổi lên dưới đáy lòng trở về chỗ ngồi tiếp tục xem đi mặc dù bùi vũ ninh vẫn thản nhiên như chưa có việc xảy ra nhưng chu thời duật lại không còn tâm trạng xem nửa sau của bộ phim nữa sau khi bộ phim kết thúc Chu Thời Duật đưa Bùi Vũ Ninh về nhà, anh vẫn không thể an tâm. Chu Thời Duật gửi tin nhắn cho chú Vương, có lẽ tâm trạng của cô ấy hôm nay không tốt lắm. Chú Vương nhanh chóng trả lời, tôi biết rồi, tôi sẽ quan sát cẩn thận, chăm sóc thật tốt. Bùi Vũ Ninh không biết gì về cuộc trò chuyện giữa hai người. Trong dạp chiếu phim, đúng là cô có che giấu một số cảm xúc không muốn bị người khác nhìn thấy. Lúc cô trở về phòng ngủ, vốn định nằm trên sofa để lòng bình tĩnh một chút, nhưng sau khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đó vẫn hiện lên trong tâm trí cô một cách rõ ràng. Mùng 6 chúng ta đưa Ninh Ninh đi trượt tuyết nhé. Mùng 4 anh rảnh, chúng ta có thể đi sớm vài ngày. Không phải mùng 6 là ngày may mắn để ra ngoài sao, lục lục đại thuận. Em đừng mê tín, chúng ta có thời gian thì dẫn Ninh Ninh đi chơi thêm mấy ngày. Sau đó, Bùi Vũ Ninh cầm ván trượt tuyết vô cùng vui vẻ lên xe ngồi. Sau đó nữa, sườn núi sạt lở. Thế giới sụp đổ, ba mẹ trôi đi ở trước mắt, trên người cô nhuốm đầy máu do họ đã dùng hết sức bảo vệ cô mà lưu lại. Cô không thở nổi, cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ra đi. Nếu không phải do cô muốn đi trượt tuyết, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu ba chịu nghe lời mẹ nói, khởi hành vào ngày 6 may mắn cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sau những ngày chìm đắm trong ái náy và tự trách, tâm lý của Bùi Vũ Ninh dần dần xảy ra thay đổi cô cố chấp cho rằng chỉ cần kiểm soát được mọi thứ cô quan tâm, ấn định tất cả có liên quan đến con số 6 thì có thể tránh được bất hạnh. Cô bắt đầu kiểm tra khóa cửa nhiều lần trước khi ngủ, bắt đầu không ngừng rửa tay, bắt đầu ám ảnh làm mọi việc một cách có quy luật. Mấy năm nay, Bùi Vũ Ninh dựa vào sự ỉ lại với con số này để giảm bớt lo âu và bất an trong lòng. Mặc dù dần dần thoát khỏi vụ tai nạn xe cộ kia, nhưng cũng vô hình chung lại tự đeo gông xiềng bệnh tật lên chính mình không biết cô đã ngủ quên trong hồi ức từ khi nào lúc cô tỉnh lại đã là một giờ sáng bùi vũ ninh hơi khát vốn định kêu người tới rót nước nhưng không muốn nửa đêm còn làm ẩm ý đánh thức mọi người trong nhà cô dứt khoát không gọi ai cả xỏ dép lê đi xuống lầu trong nhà rất yên tĩnh chỉ có ánh đèn trên hành lang dường như người giúp việc đều đã nghỉ ngơi bùi vũ ninh mới vừa xuống cầu thang liền nghe thấy chuyện nói chuyện trong phòng bếp giọng nói rất nhỏ và yếu ớt cô không nghe rõ lắm bùi vũ ninh nghi ngờ đi qua lúc này mới phát hiện là tiếng của vương tử cậu yên tâm được vâng vâng cậu thật sự quá quan tâm cô ấy cậu mau nghỉ ngơi đi phải để ý sức khỏe bùi vũ ninh lúc này không hề báo trước mà xuất hiện ở trước mặt ông chú vương bị bùi vũ ninh dọa sợ trong mắt hiện lên một chút hoảng loạn suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại May mắn nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm quản gia khiến ông nhanh chóng ổn định lại biểu cảm của mình. Mất mấy giây chấn định lại, ông bình tĩnh nói với đầu dây bên kia. Được rồi, không nói chuyện với ba nữa, cô chủ của con tới rồi. Không rảnh giải thích với chu thời giật ở đầu bên kia, chú Vương nhanh chóng cúp điện thoại, nói với Bùi Vũ Ninh, cô chủ tỉnh rồi sao? Cô đói bụng không? Cô có muốn ăn gì không? Bùi Vũ Ninh không để ý lắm, ngáp một cái rồi ngồi xuống, Cầm hơi hất lên, chú rót giúp tôi ly nước với. Cô chờ một lát. Trong lúc đợi nước, Bùi Vũ Ninh lại tiện thể hỏi, hơn nửa đêm rồi, sao chú còn chưa ngủ mà gọi điện với ai thế? À, là ba tôi. Lão Vương tử trong mấy giây đã nghĩ được lý do cho mình, ông đưa nước cho Bùi Vũ Ninh, ông ấy bị bệnh, tôi dặn dò ông ấy đi ngủ sớm một chút, để ý sức khỏe. Bùi Vũ Ninh nhiều chuyện hỏi một câu, ông ấy bệnh gì vậy? Chú cần tôi cho chú nghỉ mấy ngày không? Chú Vương không ngờ Bùi Vũ Ninh đột nhiên lại quan tâm mình. Câu này rất khó trả lời, dù sao đang êm đẹp không thể bịa một cái bệnh cho cậu chủ được, nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi của đại tiểu thư. Vì thế chú Vương suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu chậm rãi nói, "Bệnh, bệnh tương tư." Bùi Vũ Ninh đang uống nước xém nữa bị sặc. Cô nhớ rõ năm nay Vương tử đã 50 tuổi, cho dù ba ông ấy kết hôn sớm sinh con sớm, 18 tuổi có con thì bây giờ cũng đã 68 tuổi. Mặc dù Bùi Vũ Ninh cảm thấy thái quá, nhưng cũng không tiện xen vào việc riêng của người khác, dù sao người già cũng có quyền tự do yêu đương. Cô ho khan một tiếng đánh giá, "Ba của chú thật có cá tính." Chú Vương trầm mặc một giây, "Đúng vậy. Người già rồi muốn tìm một bạn đời cũng bình thường. Nếu chú cảm thấy họ xứng đôi thì tác hợp thêm một chút, cũng đỡ phải cô đơn, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho chú." Chú Vương muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, "Tôi cũng muốn vậy." tôi vẫn đang cố gắng. Bùi Vũ Ninh chỉ nói chuyện phiếm, cũng không để ý lời chú Vương nói. Uống xong nước cô đặt cái ly xuống, trước khi đi còn cười khẽ khen một câu. Nhìn không ra chú lại có hiếu như vậy. Chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ. Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện. Yêu đương tự nguyện. chương 21, mẫu con gái yêu thích. Ngày cuối tuần, Bùi Vũ Ninh ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi. Hôm nay cô không có tiệc xã giao gì đặc biệt, mở điện thoại lên định rủ mấy người bạn đi uống cà phê nhưng đang lướt wechat thì lại nhìn thấy cuộc trò chuyện ngày hôm qua với Trình Chí. Cuộc nói chuyện của hai người vẫn dừng lại ở câu Trình Chí hỏi cô hôm nay có muốn ra ngoài ăn tối không. Lúc đó Chu Thời giật ấn tắt điện thoại cô làm cô cũng quên mất trả lời anh. Bây giờ xem lại thì Trình Chí không giống những người hẹn cô đi ăn khác, nếu không trả lời thì cứ bám chết không buông hỏi mãi, khiến người ta chán ghét điều này đã khiến cho bùi vũ ninh cảm thấy có chút áy náy vì đã quên trả lời anh nhớ đến khi trước vân hòa nói muốn ảnh có chữ ký của trình trí Chí, bùi vũ ninh suy nghĩ giây lát gửi tin nhắn cho trình trí Chí. ăn tối thì không cần đâu lát nữa tôi có hẹn nguyên nguyên uống cà phê anh nếu có rảnh thì tới ngồi một lát trình Chí trả lời cô rất nhanh được cô quyết định sau đó bùi vũ ninh hẹn với nguyên nguyên chọn địa điểm uống cà phê bởi vì có hai người nổi tiếng đi cùng Bùi Vũ Ninh đặc biệt hẹn ở một quán cà phê có không gian riêng tư cực tốt. Lúc 3 giờ chiều, cô đến sớm trước 5 phút nhưng không ngờ Trình Trí Chí lại còn đến sớm hơn cả cô. Anh mặc một bộ đồ rất giản dị, ánh nắng bên ngoài phủ lên gương mặt vừa dịu dàng vừa bình đạm của anh. Lúc anh nhìn sang, khóe môi cong lên nở một nụ cười, ánh mắt chiều mến đầy sự dịu dàng. Trình Trí Chí đứng dậy, kéo ghế ra cho Bùi Vũ Ninh, xin chào cô Bùi. Bùi Vũ Ninh lịch sự gật đầu với anh, Ngồi xuống, tôi tưởng rằng tôi đã đến sớm lắm rồi. Ai ngờ anh lại còn đến sớm hơn, nên làm thôi. Trình Chí nói, đến sớm là sự tôn trọng dành cho phái nữ. Bùi Vũ Ninh đã lâu không giao thiệp với kiểu đàn ông ôn hòa như vậy, nhất thời có chút không quen. Cô vuốt vuốt tóc, nhớ đến Vân Hòa bèn hỏi Trình Chí, trong nhà tôi có đứa em rất thích anh, muốn một tấm ảnh có chữ ký của anh, không biết anh có tiện không? Trình Chí nhạt nhạt cười, không biết anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai. Qua một lúc sau mới ngẩng đầu nói, lát nữa trợ lý của tôi sẽ đem qua. Bùi Vũ Ninh, cô hỏi anh có tiện không, anh trực tiếp không nói hai lời kêu người mang tới. Thái độ rất tích cực, thậm chí có thể nói là chủ động. Bùi Vũ Ninh nhướng mày, không khỏi xem xét người này nhiều hơn. Phục vụ đem cà phê đến cho hai người, Bùi Vũ Ninh nhìn thời gian thấy đã 3 giờ 15 phút mà Tống Nguyên Nguyên vẫn chưa tới. Bùi Vũ Ninh chỉ đành gửi tin cho cô, cậu đến đâu rồi? Tống Nguyên Nguyên đáp lại, tớ bị phóng viên theo dõi rồi, tớ chạy thêm hai vòng nữa rồi tới. Bùi Vũ Ninh cạn lời, nói với Trình Trí Chí tin Tống Nguyên Nguyên đến muộn, Trình Trí Chí ngừng lại nói với cô, nếu cô cảm thấy không thoải mái khi ở một mình với tôi thì tôi có thể ra ngoài hút thuốc. Trình Trí Chí chủ động nói vậy ngược lại khiến bầu không khí trở nên thoải mái, Bùi Vũ Ninh cười hỏi anh, hóa ra anh cũng hút thuốc à, nhìn không ra đấy, có hút một ít. Trình Chí lấy ra một hộp thuốc lá bằng kim loại rất tinh xảo, lúc trước quay phim cần nên tôi mới hút. Bùi Vũ Ninh vốn tưởng rằng trong khoảng mười mấy phút tống Nguyên Nguyên đến trễ, hai người không tính là thân quen như họ sẽ im lặng nhạt nhẽo nhưng không ngờ vì chuyện quay phim học hút thuốc mà cuộc trò chuyện dần được mở ra, thời gian cũng dễ dàng trôi qua. Lúc 3 giờ 30 phút, Tống Nguyên Nguyên cuối cùng cũng khoan thai đến muộn. Vừa ngồi xuống, cô đã phàn nàn việc bị phóng viên đi theo, phải chạy mấy vòng mới cắt đứt được. Cô lầm bầm một lúc mới phát hiện ra trong điểm, hai người sao đột nhiên hẹn uống cà phê vậy. Trình Chí, cô bùi muốn tìm hiểu một chút về cách thức hoạt động của giới giải trí. Tống Nguyên Nguyên nghe xong thì gật đầu, nói với Bùi Vũ Ninh, cậu hỏi trình trí chí mấy cái này là đúng rồi đấy, anh ấy vào nghề sớm hơn tớ nhiều, cũng nhiều mối quan hệ hơn. Bùi Vũ Ninh ghét bỏ liếc cô, đều ở trong showbiz mà hỏi tới cậu thì một hỏi ba không biết. Tống Nguyên Nguyên vuốt tóc, bổn cô nương chỉ là vì muốn hưởng thụ niềm vui được quay phim, cũng đâu phải thiếu tiền, tìm hiểu mấy cái này để làm gì Có sự gia nhập của Tống Nguyên Nguyên bầu không khí càng trở nên thoải mái tự nhiên hơn Phần lớn thời gian là hai cô gái nói về chuyện phiếm trong giới giải trí Trình trí chí thân làm người nghe, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười nhạt nhạt Khiến người khác cảm thấy rất thân thiết Ba người bất tri bất giác nói chuyện tới 5 giờ chiều Tống Nguyên Nguyên đề nghị cùng nhau ăn tối nhưng Bùi Vũ Ninh lại từ chối Đối với cô, cùng đi ăn là sự ngầm thỏa thuận quan hệ tiến thêm một bước Mặc dù cô có ấn tượng tốt với Trình Trí nhưng Bùi Vũ Ninh cảm thấy giữa họ vẫn nên giữ lại khoảng cách. Ra khỏi quán cà phê, Bùi Vũ Ninh đang định về nhà thì nhận được điện thoại của Bùi Tổ Vọng gọi đến. Nói hai hôm nữa sẽ dẫn cô đến nhà họ Chu làm khách, bảo cô chuẩn bị ít quà đừng để lúc đó đi tay không đến. Sau khi rời khỏi nhà họ Chu vào năm 15 tuổi, cô rất ít khi bước chân vào nhà họ Chu. Lúc đó cô đã dần lớn lên, vì bị ông nội so sánh với chu thời duật hết lần này tới lần khác nên cô luôn ngang ngược và cãi vã với anh thỉnh thoảng đến một lần cũng là ngồi chút rồi đi không muốn ở lâu nếu tính như vậy cô quả thực đã nhiều năm rồi chưa đến nhà họ chu bùi vũ ninh chợt bảo tài xế quay đầu trước tiên không về nhà đi trung tâm thành phố xe đi được nửa đường thì cô sực nhớ ra lấy điện thoại gọi cho chu thời duật anh đang làm gì đấy chu thời duật đang tăng ca trong văn phòng Thế là nói với Bùi Vũ Ninh, "Công ty, em có việc." Trước kia Chu Thời Duật nói anh không có khái niệm về cuối tuần, Bùi Vũ Ninh còn tưởng rằng là anh lừa mình, không nghĩ tới người này thế mà cuồng làm việc như vậy. Cô hỏi, "Ra ngoài không, đi dạo phố với tôi?" Chu Thời Duật đặt cây bút trong tay xuống, ngón trỏ đè lên thái dương, giống như có hơi không dám tin điều mình vừa mới nghe, "Đi dạo phố với em." Bùi Vũ Ninh cho là anh không muốn. Đúng lý hợp tình nói, hôm qua nói thế nào thì tôi cũng đi xem phim cùng anh nên hôm nay đổi lại là anh đi dạo phố cùng tôi. Không phải rất công bằng à, không được từ chối, tôi muốn mua quà cho người khác, anh đến chọn giúp tôi. Vừa nhắc đến quà tặng chu thời giật liền nảy sinh bóng ma. Anh vừa tắt laptop vừa hỏi, lần này lại tính chuẩn bị quà cho ai đấy. Bùi Vũ Ninh chật lưỡi, con người anh sao còn ghi thủ thế, lần trước tôi đã bảo không phải tặng gì rồi mà. Cô kêu tài xế chạy tới tòa nhà văn phòng của trung tâm cảng duyệt, tôi đang dưới lầu công ty, anh xuống đây, tôi ngồi xe anh đi. Chu Thời Duật đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, từ phía xa đúng là có một chiếc xe màu đen đang chạy đến gần. Từ giọng điệu của Bùi Vũ Ninh có thể nghe ra được, những gì xảy ra trong bộ phim ngày hôm qua có lẽ không gây ra cho cô cảm xúc xấu gì. Sự lo lắng của Chu Thời Duật cuối cùng cũng buông xuống, "Ừ một tiếng, đến bãi xe đợi tôi." Bùi Vũ Ninh chủ động yêu cầu đi dạo cùng đối với chu thời duật mà nói là chuyện trước nay chưa có anh khởi động xe bùi vũ ninh ngồi vào ghế phụ một cách thuần thục vừa gặp đã nói anh cuồng công việc anh liều mạng làm việc như vậy làm gì tiền kiếm được hiện giờ còn không đủ anh xài à cuối tuần mà cũng không cho bản thân nghỉ ngơi chu thời duật không trả lời câu hỏi của cô đặt tay lên vô lăng chỉ để ý đến trọng điểm em muốn chuẩn bị quà cho ai bùi vũ ninh ba mẹ anh chu thời duật hơi sửng sốt anh không nghĩ đến đối tượng bùi vũ ninh muốn tặng quà lại là ba mẹ của mình sao đột nhiên lại muốn mua quà cho họ bùi vũ ninh đem chuyện ông nội muốn tới nhà họ chu làm khách nói cho chu thời duật hơn nữa cô nghiêm túc nói tôi về lâu như vậy cũng nên đến chào hỏi ba mẹ anh dù sao khi trước họ cũng chiếu cố tôi lâu như thế chu thời duật khẽ cười tôi cũng chiếu cố em lâu như vậy sao lại không thấy em đến nhà tôi thăm hỏi bùi vũ ninh hừ một tiếng tôi đã kính cẩn hỏi thăm đến mức ngày nào cũng đến công ty anh làm công luôn rồi anh còn muốn thế nào nữa hơi cho anh lắm rồi đấy ok chu thời duật cong khóe môi thấy bùi vũ ninh giống như chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đợi chút cái gì mà nhà anh không lẽ anh dọn ra ngoài rồi à chu thời duật có chút không biết nói gì chuyện của tôi em thật sự không biết một chút gì à bùi vũ ninh thật sự không biết cô dường như thoát ly khỏi thế giới của chu thời duật quá lâu không biết anh có chỗ làm việc mới. Không biết anh có chỗ ở mới. Cũng vì câu nói này mà tình bạn cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo phố bỗng trở nên plastic, lung lay sắp đổ. Bùi Vũ Ninh chỉ có thể lịch sự cười cười, cố gắng sửa chữa, lần sau, lần sau nhất định đến nhà anh. Chu thời duật, nhóm người tiêu dùng của trung tâm cảng duyệt chủ yếu là thanh niên nên không thích hợp mua quà cho người lớn. Bùi Vũ Ninh bảo Chu Thời Duật lái tới một trung tâm thương mại khác, chưa nói tới sự xa hoa trong đó thì sản phẩm bên trong cũng hướng đến người tiêu dùng trung niên nhiều hơn. Sau khi dừng xe, hai người cùng đi vào trung tâm thương mại. Tâm tư Bùi Vũ Ninh đều đặt lên việc mua quà, khi thì nhìn cái này, khi thì nhìn cái kia, Chu Thời Duật thì lại lặng lẽ đi sau cô, không nói lời nào. Với Bùi Vũ Ninh mà nói, đây có lẽ là một chuyến đi mua sắm bình thường nhưng với Chu Thời Duật, ngay từ lúc bước vào trung tâm thương mại, ánh mắt của anh luôn dõi theo Bùi Vũ Ninh, hưởng thụ lần đầu tiên cùng nhau mua sắm. Anh nghĩ thế nào về việc tặng ba mẹ anh một cặp dây chuyền khắc ngọc? Trước đây không lâu tôi mới tặng ông nội một món trang trí bằng ngọc thanh hoa, ông rất thích." Bùi Vũ Ninh vừa đi vừa hỏi Chu Thời Duật. Chu Thời Duật nhìn vào khuôn mặt cô, thản nhiên trả lời, "Họ không đeo mấy cái này." "Thế à?" Đi đến một cửa hàng bán đồ bổ, Bùi Vũ Ninh lại đề xuất vậy tặng đồ bổ. "Mua cho ba anh ít đông trùng hạ thảo, mẹ anh ít tổ yến." Chu thời giật, trong nhà có nhiều rồi, ăn không hết. Bùi Vũ Ninh hết ý, vậy anh nói xem ba mẹ anh thiếu cái gì, tôi dựa vào đó tặng còn không được à. Chu thời giật hơi dừng lại, ăn ngay nói thật, không thiếu thứ gì cả, em tới là được rồi, không cần mua quà. Kỳ thực Bùi Vũ Ninh cũng hiểu rõ, một gia tộc giàu có hàng đầu như nhà họ Chu thì của cải vô cùng sung túc. Chi tiêu hàng ngày căn bản sẽ không hề thiếu thứ gì, quà tặng gì đó cũng chỉ là để thể hiện chút tâm ý. Suy nghĩ một hồi, cô chợt nhớ ra ba chu thích uống rượu vang, Bùi Vũ Ninh liền đi đến cửa hàng rượu nhập khẩu ở tầng 4 trung tâm thương mại, tính chọn một chai rượu vang lâu đời đem tặng. Quản lý cửa hàng rượu nhiệt tình tiếp đãi hai người họ, đồng thời đích thân làm người giới thiệu. Bùi Vũ Ninh chăm chú lắng nghe anh nói mấy loại rượu có 5 tuổi không giống nhau, đang nghe thì phía giá rượu đối diện có một cặp tình nhân vừa chọn xong tay nắm tay đi ra. Sự chú ý của Bùi Vũ Ninh không hiểu sao lại bị kéo đi mất, không biết nhớ đến điều gì. Cô quay người lại nói với Chu Thời Duật. Tôi biết bây giờ ba mẹ anh thiếu cái gì nhất rồi. Nhưng mà tôi tặng không được. Chu Thời Duật thuận miệng tiếp lời cô. Họ muốn cái gì sao tôi lại không biết. Lần trước anh với ba mẹ anh tới nhà ông nội tôi. Tôi đã nhìn ra rồi. Bùi Vũ Ninh lấy một chai Satu HAUT Marac 92 năm tuổi nhìn một cái rồi đặt trở về. Giọng điệu lười biếng họ vừa nghe tới chuyện anh yêu đương thì hai mắt sáng lên như đèn pha vậy. Chu Thời Duật cho nên bây giờ cái họ cần nhất chính là anh dắt một cô bạn gái về bùi vũ ninh chọn chọn lựa lựa cuối cùng chọn một chai rượu vang trắng thượng hạng nhất nhờ quản lý đem gói lại thấy chu thời duật vẫn chưa trả lời mình bùi vũ ninh quay sang lại nhìn anh như thể đã hiếu kỳ từ lâu nên muốn biết đáp án thực ra anh thích kiểu như nào vậy xung quanh tôi có rất nhiều cô gái ưu tú tôi giới thiệu cho anh chu thời duật đối mặt với cô nhất thời không biết được trong ánh mắt của cô là thăm dò hay là thật lòng chủ tính cho mình. Anh cũng thuận theo trả lời, thế à, đúng vậy, anh nói đi, thích kiểu như nào. Lô nơ gờ ngực anh phập phồng, bình ổn lại hơi thở, nhìn cô thản nhiên nói thông minh, dũng cảm, độc lập, xinh đẹp. Anh hơi ngừng một lát, ánh mắt khẽ động, miêu tả, da trắng, tóc mềm, cười lên trông rất xinh đẹp. Tức giận cũng rất đáng yêu, lúc thì rất nghe lời, lúc lại rất ương bướng, lúc thì bá đạo, lúc thì ân cần săn sóc. Anh lại ngừng lại, bổ sung thêm, nói chuyện luôn khiến người khác kinh ngạc, làm việc thả ít mà tốt. Bùi Vũ Ninh nghe Chu Thời giật nói xong, chầm chậm chớp mắt, tựa hồ vẫn chưa tiêu hóa kịp một loạt sự miêu tả này. Nhất là hai câu thành ngữ mạc danh kỳ diệu lúc cuối. Nghĩa là không hiểu ra sao cả. Cô ồ nhẹ một tiếng, sau đó cẩn thận lọc qua trong đầu một lần xem thử có ai phù hợp không, cuối cùng cho ra kết luận, yêu cầu của anh có phải hơi cao không? bùi vũ ninh có chút khó xử hay là anh cứ tiếp tục độc thân đi chu thời duật